44 bộ binh thuộc Sư đoàn 23 bộ binh, có nhiệm vụ bảo vệ an ninh trục lộ 19 Pleiku, Bình Định, Quy Nhơn. Tôi là một trong bốn đại đội trưởng thuộc tiểu đoàn 4, trung đoàn 44 bộ binh. Chúng tôi có nhiệm vụ giữ an ninh đèo Măng Giang, một địa danh mà thời Pháp thuộc đã xảy ra một cuộc phục kích của Việt Minh, làm tiêu tan bao đơn vị và thiết giáp của quân Pháp. Ngày ngày, đại đội tôi lãnh trách nhiệm mở đường từ chân đèo này qua chân đèo kia. Rồi chiến sự bùng nổ, miền Tân Cảnh bỏ địch. Vùng đất mà mỗi năm đều có một trận ác chiến giữa quân Cộng sản Bắc Việt và quân lực Việt Nam Cộng hòa. Tin chiến sự dồn dập, Tân Cảnh, Võ Định thất thủ. Sư đoàn 22 bộ binh của Việt Nam Cộng hòa bị tràn ngập. Mấy nữ đoàn biệt động, mấy tiểu đoàn dù tan nát. Các chiến binh sống sót về tới An Khê, Bình Định. Cho chúng tôi hay, súng M72 của mình bắn T-54 của Liên Xô không cháy. Bắn vào chúng chẳng nhằm nhỏ gì. Chúng cứ thản nhiên tiến ào ào vào vị trí tàn sát quân ta. Tư lệnh sư đoàn 22 bộ binh bị bắt sống. Sư đoàn này tan rã, tàn binh rút về Bình Định, Quy Nhơn để củng cố lại. Tin súng M72 bắn thiết giáp Cộng sản không cháy, làm chúng tôi bàng hoàng lo lắng. Vì trấn thủ miền cao nguyên có hai sư đoàn chính, đó là sư đoàn 22 bộ binh và sư đoàn 20 ba bộ binh. Giờ đây sư đoàn 22 bộ binh đã bị đánh tan, còn lại một là sư đoàn 23 bộ binh với danh hiệu Nam Bình Bắc Phạt Cao Nguyên Trấn. Chúng tôi được lệnh nhận nhiệm vụ mới, an ninh của quốc lộ 19 được giao cho một đơn vị khác. Đơn vị tôi chuyển về Pleiku, thành phố của lính, phố núi cao, phố núi đầy sương. Đi ba bước đã về chốn cũ. Pleiku vẫn nắng bụi mưa lầy, nhưng trong cái nắng, cái bụi như đang mang mang một cái gì không yên, chứa đựng một cái gì bồn chồn lo âu trên mọi nét mặt từ dân tới lính. Dăm ba trái hỏa tiễn 122 ly của Cộng sản rớt vào Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 càng tạo nên một không khí chiến tranh thực sự. Đã về đến sát Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2, một điều từ trước đến giờ không thể xảy ra được. Đêm không vật, ngày en, 9 giờ đêm, ba lô súng đạn. Ngoài cấp số đạn bình thường, mỗi quân nhân còn được trang bị thêm một cây M72 chống chiến xa. Đơn vị được đoàn quân xa chở ra phi trường Pleiku. Từng chuyến C-130 bốc chúng tôi đi trong đêm. Khoảng chừng nửa giờ, máy bay hạ cao độ đáp xuống phi trường. Trời tối đen, không một ánh đèn. Cả đại đội vội vã rời phi cơ. Chiếc C-130 cũng vội vã trở lại phi đạo cất cánh rồi mất hút vào đêm đen. Thình lình tiếng đạn rít lên ầm ầm, tiếng nổ rung động cả phi trường. Địch đang pháo kích. Đó là những trái hỏa tiễn 122 ly mà quân Cộng sản đang nã vào phi trường Kon Tum. Từ phi trường, đơn vị chuyển vào thị xã Kon Tum tiến về hướng bắc thị xã. Bây giờ là ngày N cộng 1, tảng sáng. Chúng tôi nằm dọc quốc lộ 14 nối liền Tân Cảnh và Kon Tum, cách thị xã Kon Tum khoảng 2 km. Nguyên trung đoàn 44 bộ binh thành lập một tuyến phòng thủ chắn ngang quốc lộ 14. Đại đội tôi có nhiệm vụ làm lực lượng trừ bị cho trung đoàn, đóng quân phía sau bộ chỉ huy trung đoàn. Qua một thung lũng nhỏ, khoảng cách chừng hơn 1 km đường chim bay. Từ vị trí đóng quân này, tôi nhìn qua thung lũng thấy rất rõ bộ chỉ huy trung đoàn. Hỏa tiễn thô diệt địch. Khoảng 4 giờ chiều cùng ngày, N cộng 1, một chiếc xe jeep do hai người Mỹ lái vào vị trí đóng quân của đại đội tôi, thiết kế một dàn hỏa tiễn thô. Một loại hỏa tiễn chống chiến xa mà chúng tôi chưa bao giờ được thấy. Khoảng 15 phút, họ bắn một, rồi đến hai trái. Những tiếng đề pa vang động núi rừng. Trái đạn được hướng dẫn bằng computer. Họ cho chúng tôi hay cách đó khoảng 3
4 km đằng trước đã có hai chiến xa cháy do hai trái hỏa tiễn vừa bắn. Sau đó họ thu dọn rồi lái xe đi biệt tích. Đêm thử lửa. Sau khi các người bạn Mỹ rút đi rồi, bây giờ chỉ còn ta với mình. Rồi bắt đầu trở màu xám trên đồi núi chập trùng. Cũng là lúc pháo binh cộng sản bắt đầu điều chỉnh tác xạ và mục tiêu. Và trái nổ vào thung lũng giữa tôi và bộ chỉ huy trung đoàn 44 bộ binh. Những trái sau đó đã rớt trúng vào bộ chỉ huy. Bọn tiên sát viên địch đã bám sát vị trí và điều chỉnh các khẩu độ của họ thật chính xác. Hơn nữa, các khẩu pháo của họ đều đặt trên các triền đồi núi, nên họ quan sát rất rõ trái nổ của họ. Tưởng cũng nên biết sơ về địa thế của Kon Tum. Kon Tum là một thị xã nằm trong một thung lũng, chung quanh là đồi núi cao. Vì thế quân Cộng sản Bắc Việt đã phối trí các pháo đội của họ từ trên triền đồi, triền núi, tập trung vào thị xã. Trời sụp tối, pháo địch dồn dập nã vào bộ chỉ huy trung đoàn. Núi rừng chuyển động từ mọi phía, các khẩu pháo của Cộng sản đồng loạt tác xạ. Đúng là một trận địa pháo, đúng là tầm xa, tầm gần, cả vị trí trung đoàn bây giờ chìm trong khói lửa. Bụi, khói khổng lồ, không còn cảnh tàn phá nào kinh khủng hơn nữa. Khói, lửa, tiếng nổ, tiếng đạn rít, âm âm sôi sục như cơn địa chấn, đất đá thành bụi, bụi cháy thành lửa, tất cả như cơn cuồng phong gầm thét, xoay xoáy phá tan núi rừng. Tôi chưa bao giờ chứng kiến một trận pháo kích điên cuồng như thế. Số phận trung đoàn của tôi bây giờ ra sao? Rồi đại đội của tôi nữa. Mặc dầu đơn vị tôi vẫn yên tĩnh vô sự, chẳng lẽ bọn Cộng sản muốn xóa sổ trung đoàn 44 bộ binh bằng hỏa pháo à? Từ hệ thống truyền tin PRC-25, tôi chỉ còn nghe những âm thanh hỗn độn hò hét. Hình như vị trí bị tràn ngập. Chúng tôi đã sẵn sàng tử chiến hoặc tiếp viện lên trung đoàn khi có lệnh. Tôi nghe rõ báo cáo xe tăng địch đã tràn vào vị trí. Rồi chỗ này báo cáo xe tăng cháy. Chỗ nọ xe tăng kia đang tiến vào. Rồi nghe tiếng reo hò vang động vòng vào máy. Chẳng lẽ bộ binh của Cộng sản đã tràn vào rồi ư? Những đường đạn lửa đỏ, xanh đủ màu, tiếng súng lớn, súng nhỏ rộn rã từ mọi phía, tạo thành một màn lưới màu khổng lồ chụp xuống trung đoàn. Tôi quan sát trận địa, nghe tiếng súng nhỏ đủ loại, giòn giả. Và với chút kinh nghiệm chiến đấu, tôi nghĩ đơn vị phòng thủ đang chống trả. Như vậy, phòng tuyến của trung đoàn vẫn chưa bị đè bẹp và đang phản công lại. Cho tới tảng sáng, khói lửa vẫn còn mù mịt. Nhưng rồi, trận chiến đã lắng xuống và chỉ còn những tiếng súng, tiếng nổ thưa thớt lẻ tẻ. Qua hệ thống điện đài, tôi biết trung đoàn vẫn còn đứng vững. Tại tuyến phòng thủ, chiến xa địch, một số bị mìn chống chiến xa nằm liệt trên đường, tiến vào vị trí, một số khác thì bị bắn cháy ngay trong sân. Tôi được các binh sĩ bạn kể lại rằng hồi đêm, xe tăng T-54 của Cộng sản tràn vào vị trí của bộ chỉ huy. Các trung đội viên viễn thám của tiểu đoàn đã xách B-40, B-41 chạy ra sân và lính Cộng sản tưởng là bộ binh của họ, nên họ đứng trên pháo tháp vẫy tay cười cười. Quýnh quá, quân ta cũng vẫy tay cười cười, rồi đưa ngay súng B-40, B-41 nhắm vào thiết giáp của Cộng sản phơ hết. Có lẽ quý vị ngạc nhiên tại sao chúng tôi lại có B-40, B-41 súng của Cộng sản. Xin thưa, đa số các trung đội viễn thám đều trang bị súng của Cộng sản. Vừa diệt gọn hết xe tăng, cũng cùng lúc việc cộng thiệt. Xếp hàng một tiến vào phòng tuyến, quân ta đã rảnh tay thừa thắng xông lên, quay súng vào trước phòng tuyến phát xạ tối đa vào hàng ngũ cán binh Cộng sản đang lũ lượt tiến vào. Đám cán binh này lầm lũi tiến vào vì họ nghĩ thiết giáp của họ đã thanh toán xong mục tiêu.
Họ chỉ yên tâm thản nhiên xếp hàng vào để thu hoạch chiến lợi phẩm. Họ đâu có biết bao nhiêu con cua sắt của họ đã bị rang mối hết, bởi vì họ không ngờ và cứ tin tưởng rằng nó sẽ giống như trường hợp của sư đoàn 22 bộ binh trước đó vài tuần. Để rồi hàng hàng, lớp lớp cán binh của họ lãnh đủ hỏa lực phản công của ta, thay của Cộng sản chồng chất ngoài phòng tuyến. Tới khi bọn chỉ huy ngu muội phát giác thì đã quá trễ. Biết bao nhiêu cán binh Cộng sản của họ đã bỏ mạng trước phòng tuyến. Họ không thể tiến tới được nữa, đành rút lui. Kết quả trận đánh, mười mấy chiếc T-54 Liên Xô đều cháy hết. Bộ binh Cộng sản chết đếm không kể xiết, kể như Cộng quân đã thất bại nặng nề trong trận tấn kích hồi đêm. Hoán chuyển nhiệm vụ, không khí còn khét mùi lửa đạn. Trung đoàn tôi được lệnh di chuyển, nhường vị trí phòng thủ lại cho đơn vị khác. Chúng tôi lui vào thị xã. Tin tức cho chúng tôi biết từ hướng Tây Bắc, mũi quân khác của Cộng sản đã xâm nhập thị xã. Mặt trận tòa tổng giám mục quân tông. Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 44, Bộ binh, do Đại úy Võ Anh Tài chỉ huy, được lệnh tiến chiến dọc theo nghĩa trang tiến về tòa tổng giám mục. Tiểu đoàn trừ một cánh tiến dọc theo nghĩa trang tiến về tòa tổng giám mục. Đại đội tôi một mũi tiến đánh bọc hông. Khi tiểu đoàn vừa tới nghĩa trang thì đã đụng địch ác liệt. Địch đã từ hồi đêm đào công sự phòng thủ khắp nghĩa trang. Trận chiến rất ác liệt, giành giật từng nấm mồ. Riêng đại đội tôi vừa dàn đội hình tiến chừng vài chục mét thì địch đã từ các nhà dân chung quanh nổ giòn giã chào đón mấy đứa con đầu của tôi. Anh Dũng, anh Dũng, anh Dũng, non nước đây. Nghe nói địch từ trong nhà dân bắn rát quá, mấy đứa em lên không nổi. Được, cho con cái núp sau các gốc cây, tôi sẽ tới. Tôi không muốn ra lệnh trên PRC-25, vì tôi biết địch đã xen vào tần số để theo dõi sự điều quân của ta. Tôi gặp anh trung đội trưởng, cho lệnh anh ta sai ba thằng em đem ba cây M72 bò gần vào các nhà có cây súng cộng đồng của địch. Cùng lúc, ba cây đạn điên M60 cùng mấy cây M79. Tôi cho tác xạ tối đa vào mục tiêu yểm trợ cho ba thằng em bò vào thanh toán căn nhà. Âm, âm âm, âm. Ba trái hỏa tiễn M72 đều trúng vào căn nhà, lửa bốc thành ngọn. Tức khắc, tôi cùng thằng em đầu ao tới bồi thêm ít trái M26. Mục tiêu được thanh toán chớp nhoáng. Chúng tôi tịch thu một súng ngựa trời, mấy cây AK và B40. Nhóm cán binh Cộng sản bị diệt gọn. Vừa lúc đó, một đám dân còn bị kẹt ở mấy căn nhà chung quanh chạy ao ao về phía chúng tôi, miệng la oai oái: "Dân đừng bắn, dân đừng bắn." Thật là khó khăn, nếu bọn Cộng sản bám theo đám dân này thì thật là phiền. Nhưng rất may mắn là chúng tôi đã đưa được số nhân chúng này về phía sau bình yên. Bọn Cộng sản không dám bám theo. Sau khi chúng tôi đưa được dân chúng đi rồi, tôi rảnh tay tiến quân chiếm từng căn nhà, hướng về tòa tổng giám mục. Địch đã đào hầm phòng thủ vững chắc, nên khi tiến quân tôi đã phải giao chiến thật ác liệt và vất vả. Suốt ngày kịch chiến giành từng căn nhà một, trời sụp tối, đại đội tôi vẫn chưa bắt tay được với tiểu đoàn. Phía tiểu đoàn thì đã thanh toán gọn mọi tên địch và vào được tòa tổng giám mục rồi. Anh Dũng, anh Dũng, ngó đen đây. Tôi nghe, đại bang, ráng bắt tay với gia đình để uống rượu lễ nhau. Căng quá, bọn nó hầm hố bám chặt quá đại bang. Thôi được, cho con cái chạy ổ đi. 5/5, đại bang. Cẩn thận trong đêm nghe, anh Dũng. Yên tâm, đại bang. Đêm đó, tiểu đoàn phòng thủ tại tòa tổng giám mục.
Tôi tìm vị trí phòng thủ ban đêm, dẫn đơn vị vào một khu nhà, chung quanh có tường cao và kẽm gai, tương đối tốt cho việc phòng thủ. Đó là nhà giàu của con Tông. Tôi không gặp một ai, các cửa đều khóa. Có lẽ nhà giàu đã di tản rồi. Tôi bố trí một số trên lầu 2 và sân thượng, một số thì ở dưới đất. Suốt một ngày quân thảo với bọn cộng sản, có thể đêm nay bọn chúng lại quật ngược lại mình. Tôi dặn dò con cái im lặng tối đa, tuyệt đối không được hút thuốc. Nếu phát hiện địch, chỉ cần dùng lựu đạn tấn công chúng để khỏi lộ vị trí. Nửa đêm, họ di chuyển ngoài đường. Y lệnh mấy thằng em âm thầm gửi ngay xuống từng chục trái na. Bọn Việt Cộng lớp chết, lớp chạy tán loạn vào nhà dân. Sau đó tình hình yên tĩnh cho tới sáng. Tảng sáng, đơn vị tôi được lệnh lui về sau để nhận nhiệm vụ khác. Hồi hôm, tôi còn kẹp một số thương binh phải mang theo. Lại không biết địch đã vây bọc sau tôi hồi đêm hay không. Tôi thận trọng cho đơn vị lui lại thị xã. Rất may mắn, chúng tôi không đụng ổ địch nào, nhưng dọc đường pháo địch rơi đủ mọi nơi. Chúng tôi vừa đi vừa ẩn núp tránh pháo địch, lại tiến về thành phố. Mặt trận bệnh viện 2 dã chiến. Chúng tôi được lệnh tiến vào bộ tư lệnh tiền phương sư đoàn 22 bộ binh cũ và bệnh viện 2 dã chiến. Bộ chỉ huy trung đoàn và các tiểu đoàn 1, 2, 3, 4 đã dàn một phòng tuyến phòng thủ đối diện với bệnh viện 2 dã chiến. Vì bệnh viện đã bị địch chiếm và phòng thủ, đơn vị tôi phải dừng lại bố trí ngoài cổng bộ tư lệnh được lệnh tiến công, đánh bọc hông bệnh viện. Trước hết chúng tôi thăm dò lực lượng địch. Để chiếm được bờ đất nằm cạnh bệnh viện, chúng tôi vượt qua một sân bóng đá, không có vị trí ẩn núp. Vì trống trải, chúng tôi phải vượt qua sân trống trong lúc địch đã sẵn sàng ở bên kia. Kiểu này đơn vị tan nát dễ lắm đấy. Đại đội tôi được 3 chiếc M113 yểm trợ hỏa lực để tiến chiếm mục tiêu. Đội hình bộ binh thiết giáp vừa chuyển động chừng 20 mét, thì pháo địch cùng với lực lượng phòng thủ bên kia sân bắn xối xả, phủ chụp xuống toàn sân bóng. Mấy chiếc M113 khai hỏa tối đa và thối lui, bất kể có bạn chung quanh, tan nát, tán loạn, không còn ai nhìn thấy ai cả. Bụi, khói, lửa, đạn bay, pháo dập. Trong cơn kinh hoàng giữa sân trống, tôi kéo giật mấy thằng em, mang máy lui lại, nhảy xuống mấy hố cá nhân dọc bên đường dẫn vào cổng bộ tư lệnh. Khoảng chừng 5 hoặc 10 phút thì pháo địch dứt, tôi nhìn lên sân trống trải mù mịt bụi đỏ, không còn gì cả. Mấy chiếc M113 rút ra, thối lui đâu mất hút, đơn vị tôi thất tán đâu hết. Ó biển, anh Dũng gọi. Ó biển nghe, đơn vị tôi bị trải thảm thất tán hết rồi. Bây giờ anh ở đâu? Đại bàng, tôi còn ở trước cổng bộ tư lệnh này. Em con cái còn lại vô gặp gia đình đi. Rõ, đại bàng. Sau cuộc điện đàm với tiểu đoàn trưởng, tôi thu vén còn được mấy thằng em rồi dẫn nhau vào cổng phòng tuyến ngăn đôi bệnh viện 2 dã chiến. Như một phép lạ, sau trận pháo dậy ngoài sân, đơn vị tôi chỉ hỗn loạn chứ không thiệt hại gì cả. Khi tôi vô tới tiểu đoàn, các thằng em của tôi đã nhanh chân rút hết vào bộ tư lệnh rồi. Thế là gia đình lại đoàn tụ. Chắc bọn Việt Cộng chắc mẩm rằng đã pháo nát gọn một đơn vị rồi. Đoàn tụ gia đình, vui vẻ tôi lại được trấn ngay lên tuyến đầu đối diện với địch. Bên trái tôi hướng về địch là tiểu đoàn 1 và 2. Bên phải tôi là tiểu đoàn 3. Riêng tiểu đoàn 4 có một đại đội tôi ở tuyến đầu. Chắc ông tiểu đoàn trưởng thấy tôi thâm niên, đánh hoài chẳng thấm hay sao đây, nên tin tưởng để tôi đối đầu với địch. Từ phòng tuyến ta qua phòng tuyến địch chỉ cách một cái sân rộng. Quan sát chiến tuyến,
Tôi dự đoán điểm của địch phải là đại đội tôi và tiểu đoàn 3 bên phải. Tôi bố trí đơn vị và tiên liệu phương cách chống trả nên địch mở mũi tấn kích vào đại đội tôi. Tôi dự liệu có hai chiến thuật địch sẽ áp dụng. Thứ nhất, tiền pháo hậu xung biển người. Thứ hai, tùng thiết bộ binh thiết giáp. Đây là chiến thuật mà Cộng sản áp dụng để tràn ngập sư đoàn 22 bộ binh trước đây. Để chống lại hai chiến thuật trên, nhất là chiến thuật hai bộ binh thiết giáp, tôi quyết định dùng tối đa súng phóng hỏa tiễn M72 và lựu đạn. Tôi lúc đó rất hoang mang về tin tức súng M72 bắn T-54 của Cộng sản không cháy. Tôi nghĩ phải thật bình tĩnh và can đảm mới diệt được bọn tăng này. Cho nên tôi chỉ thị cho cả đơn vị, nếu thấy thiết giáp Cộng sản tiến vào, hãy can đảm, bình tĩnh chờ đợi. Khi thấy thật gần, cùng châu vào cả loạt và cùng bắn. Một trái không lay chuyển, nhưng ba bốn trái đồng loạt vào pháo tháp, vào hông, vào xích. Tôi nghĩ bọn cán binh trong đó sẽ không chịu nổi sức nóng và sức nổi dội. Còn nếu Cộng sản dùng chiến thuật một, tiền pháo hậu xung, thì sau khi địch dứt pháo, lựu đạn được dùng tối đa thảy ra trước phòng tuyến. Nếu cần, dùng luôn M72 để chống biển người. Tôi yêu cầu tiểu đoàn cung cấp tối đa súng M72 và lựu đạn. Và đồng thời tôi giải thích cho binh sĩ biết rằng chỉ có một con đường sống duy nhất là phải thắng địch. Mọi mệnh lệnh của tôi phải được tuyệt đối giữ đúng. Địch chỉ qua được phòng tuyến này khi nào tôi chết. Tôi cho quân thăm dò tình hình địch. Khoảng xế trưa, tôi cho vài thằng con đột kích vào phòng tuyến địch. Năm thằng em lẹ làng vượt qua sân banh, chiếm một khu đất sát một căn nhà bệnh viện. Năm thằng vừa bám chân nổ thì lãnh đủ pháo hỏa lực đổ tới, không thoát thằng nào. Hai thằng đi luôn, ba thằng còn lại rên la cầu cứu. Tức tốc tôi ra lệnh tiểu đội thám báo của đại đội chuẩn bị. Khi nào tôi lên được ụ đất, lập tức ào lên đưa mấy thằng em về. Trận địa pháo, trời vừa sập tối. Những trái pháo lẻ tẻ rớt bên phải, bên trái, trước, sau, rồi ngay phòng tuyến. Tôi biết bọn tiền sát địch đang điều chỉnh các khẩu độ của họ. Khi nào những trái nổ ngay tọa độ họ cần, họ sẽ giữ yếu tố để tập trung. Theo kinh nghiệm các trận hỏa pháo trước đây ít ngày, họ sẽ dùng đủ loại để thanh toán mục tiêu, từ 122 ly, 100 ly, 130 ly, 105 ly, 82, 62, cùng các loại hỏa tiễn tầm điểm. Âm âm, 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 đằng trước, đằng sau, ngay giao thông hào, tiếng đạn gào thét, khói lửa, bụi. Đúng là cơn bão lửa ập xuống đơn vị tôi. Một vài đoạn giao thông hào bị sụp đổ, nghẽn đường đi chuyển. Pháo địch thưa đi. Tôi cầm cây M16 nhảy lên khỏi giao thông hào, thét lớn. Lựu đạn! Quăng lựu đạn! Trước tuyến của tôi, rực lên một khối pháo bông, vừa kịp đón tiếp bọn cán binh Cộng sản. Chờ tới. Đầu, mình, tay, chân, máu, lửa. Hết đợt này, đợt khác, chúng tràn lên. Như bây giờ thiêu thân, lao vào đống lửa. Bãi đất trống bây giờ là bãi máu xương, thịt. Súng đạn bay nhảy, trở thành một chướng ngại kinh hoàng mà bọn cán binh Cộng sản không thể vượt qua nổi nữa. Như say mùi khói lửa, tôi cho lệnh khai hỏa M72. Âm âm, âm, âm. Những trái hỏa tiễn chống biển người lao thẳng vào hàng ngũ rối loạn của địch. Họ tán loạn thụt lui về vị trí phòng thủ. Thật là hãi hùng, chân, tay, thịt, xương, đầu, có chiếc mắt còn mở trừng trừng đeo lủng lẳng khắp tấm lưới để chống B-40. Còn cảnh tượng nào rùng rợn hơn nữa, kinh hoàng hơn nữa trên thế gian này? Tàn sáng. Vài thằng em thấy súng nhiều quá nhảy ra cua ít cây, thì lãnh ngay mấy loạt AK xả tới. May không đứa nào bị gì. Bên này cũng như bên kia. Thỉnh thoảng,
bóng nón cối hoặc nón sắt là có đạn bay tới rồi. Suốt ngày đó, hai bên chỉ rình bắn xẻ nhau, không bên nào dám động binh. Đúng như tôi tiên liệu, họ đã áp dụng chiến thuật tiền pháo hậu xung và đã rước thảm bại đau đớn. Tri kỷ, bách chiến, bách thắng. Và mũi dùi chính là ngay đại đội tôi. Thế là tôi đã lãnh ngay cái điểm của địch. Thất bại trong chiến thuật một, họ phải dùng cường lực công phá chọc thủng cho bằng được điểm. Thiết giáp sẽ được tung vào trận chiến để chờ coi. Theo thế trận, khi dùng tiền pháo hậu xung, đại đội tôi là điểm để họ chọc thủng. Nhưng trong chiến thuật với thiết giáp bộ binh, thì tiểu đoàn 3 bên phải tôi sẽ lãnh lụi. Vì Cộng sản chẳng có ngu gì đâu, sẽ đang xếp hàng một tiến chiếm mục tiêu. Với đội hình hàng ngang, họ sẽ càn vô để đè bẹp chúng tôi. Nên tôi và tiểu đoàn 3 phải lãnh đội. Đã tiên liệu mọi sự, tôi yêu cầu tiểu đoàn tăng cường thêm quân, trám vào sự thiệt hại hồi đêm qua, cùng cung cấp thêm M72. Tiểu đoàn thỏa mãn mọi yêu cầu của tôi. Một đêm không trăng sao suốt đời ăn sâu vào hồn. Tối xuống thật nhanh, cảnh kinh hoàng đêm qua nguyên vẹn còn đó. Những đôi mắt thao láo của những chiếc đầu treo lủng lẳng còn trừng trừng trăng ngã, không nhắm lại được vì quá kinh hoàng. Am, 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 am. Những trái hỏa tiễn 122 ly xẹt qua phòng tuyến rớt vô bộ tư lệnh. Phía sau tôi lãnh nhiều đợt hỏa tiễn và rồi đủ mọi loại pháo lại chụp xuống phòng tuyến. Lẫn trong tiếng nổ đạn pháo, tôi nghe cả tiếng đạn liên. Tôi với cây M16 nhảy lên khỏi giao thông hào quan sát trước hai bên. Xung quanh tôi đạn nổ, đạn bay qua xéo lại, cày xới đất đá. Tôi chẳng còn cảm thấy những thứ giết người đó nữa. Đứng giữa vùng lửa đạn, kiểm soát phòng tuyến, phòng mọi bất trắc như việc binh lính có thể sợ quá, tháo lui. Một, hai, rồi ba, bốn binh sĩ đơn vị bên phải tôi trôi khỏi giao thông hạm, chạy lui lại. Tôi phản ứng tức khắc, nguyên băng M16 cày trước mặt tốp lính định tháo lui. Cả tốp lính đơn vị bà quay ngược lại giao thông hào chiến đấu. Mọi việc xảy ra như làn chớp. Bây giờ tôi nghĩ đúng là số đơn vị tôi chưa bị tràn ngập. Nếu tôi không đứng trên giao thông hào lúc đó, làm sao ai phát hiện được tốp binh sĩ đã sợ quá định tháo lui này và để kịp thời chặn lại. Và rồi cái sẩy đã nảy cái ung, một lỗ bung nhỏ sẽ làm bể con đê. Chẳng một cấp chỉ huy nào nhìn thấy hành động bé nhỏ đó cả. Chính tôi lúc đó cũng chẳng bao giờ nghĩ rằng có được hành động quả cảm này. Tiếp tục trận đánh, sau khi đã đẩy lui tốc lính đơn vị bạn trở lại giao thông hạ, tôi nhảy lên lô cốt. Bộ chỉ huy đại đội nhìn về phía trước trận tuyến, mặc cho đạn bay bom nổ. Trong màn dày đặc khói lửa, tôi nhìn rõ hai chiếc thiết giáp địch, một bên cánh phải, một đang tiến thẳng tới tuyến đơn vị tôi. Tôi chỉ kịp thét lên, xe tăng M72. Rồi một sức mạnh vô hình nào đó chớp lên, cùng với tiếng nổ đưa tôi lên, vật tôi xuống đất. Sau đó, như phản xạ tự nhiên, tôi quờ quạc chụp lại được chiếc nón sắt và cây M16. Và vụt đứng trở lại. Cùng lúc đó, tôi nghe tiếng reo hò của binh sĩ. Xe tăng cháy! Xe tăng cháy! Khói lửa vẫn mịt mùng. Mọi thứ đạn vẫn đang cày qua xéo lại đầy màu sắc. Lúc đó, ý niệm sống chết không còn ở trong tôi nữa. Mọi hành động như là bản năng tự vệ để sinh tồn. Tôi không thể để địch tràn qua phòng tuyến này. Nhìn phía trước, tôi thấy một xe tăng nằm bất động trước giao thông hào khoảng 20 mét. Cây 100 ly trên pháo tháp nằm ngang, chĩa thẳng vào lô cốt tôi đang đứng. Hắn, đúng rồi, hắn là thủ phạm đã hất tôi lên rồi quăng tôi xuống. Trước khi xe tăng này bị bắn, nó đã nã trái 100 ly làm sập lô cốt. Nhưng
tôi vẫn không hề hấn chi như ở trên tôi đã nói. Bây giờ, nghĩ lại phải có một bàn tay thiêng liêng vô hình che chở tôi lúc đó. Bao nhiêu bao cát tan nát sụp đổ, tôi vẫn còn nguyên vẹn để chiến đấu, vẫn trơ trơ giữa vùng lửa đạn. Đó là sự thật 100%. Khó ai tin được điều đó. Chỉ có tôi bằng xương, bằng thịt vẫn còn hiện diện để nói lên sự kỳ diệu đó của đấng toàn năng đã che chở tôi. Tôi tin tưởng mãnh liệt như vậy. Sau khi hai chiếc T-54 của Cộng sản Bắc Việt cháy ngay trước phòng tuyến, một trước phòng tuyến của tôi, một ở bên cánh phải của tiểu đoàn 3, mấy chiếc còn lại da lui, chui vào mấy căn nhà để trốn, nên tránh được từng loạt M72 của chúng tôi phóng tới. Đúng như dự liệu, mấy chiếc T-54 không thể chịu nổi liên tiếp 3-4 trái M72 do binh sĩ của đơn vị đồng loạt bắn vào. Sau khi nó tặng tôi trái 100 ly, nó lãnh ngay mấy trái M72 và nằm luôn. Mấy chiếc sau chạy trốn. Trận tiến công bằng thiết giáp của Cộng sản hoàn toàn thất bại. Sau các thất bại nặng nề của hai chiến thuật 1 và 2, Cộng sản không còn khả năng mở những cuộc tấn công lớn. Họ chỉ còn biết thủ. Càng ngày, địch càng suy sụp và sau đó hơn một tuần, các phi vụ A-37 của không quân đã được gọi tới, đánh đủ mọi loại bom xuống đầu địch, bom xăng, bom nổ lớn nhỏ. Các phi công của A-37 đánh thật can đảm và chính xác. Mặc dù phòng không của địch dày đặc, họ đã bay thật thấp, đánh thật sát. Có lúc bom lửa tràn cả vào phòng tuyến của ta. Cả tuần bị ăn bom tơi bời, hai bên đều mệt mỏi, đêm không ngủ, ngày không ăn. Chúng tôi biết địch quá kiệt quệ, nhưng bọn chúng cố bám vị trí chiến đấu. Ngày N cộng, tôi được lệnh chuẩn bị yểm trợ cho tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 2, trung đoàn 44 cùng đánh vào hông địch. Hai tiểu đoàn thay nhau tấn công mãnh liệt vào từ hướng đông của bệnh viện 2 dã chiến. Cộng sản chống cự yếu dần, lui dần. Tôi đứng trên pháo đài nhìn rõ sự hỗn loạn của địch, rút từ căn nhà này sang căn nhà khác. Tôi báo tiểu đoàn tình hình địch. Đồng thời với cây đại liên M60, tôi khai hỏa tối đa vào hàng ngũ địch đang tháo chạy ra bìa rừng. Nòng súng này dơ thì tôi lại thay nòng khác, tội nghiệp cho bọn cán binh cộng sản lớp chết, lớp bị thương, lớp chạy tán loạn vào bìa rừng, chui nhủi như bầy chuột. Chúng tôi đã hoàn toàn kiểm soát khu bệnh viện 2 dã chiến. Người chết hai lần, thịt da nát tan. Đại đội tôi tiến vào một khu trong bệnh viện, dọc theo hành lang. Một cảnh thương tâm và kinh hoàng hiện ra trước mắt tôi. Tất cả các thương binh của ta trước đó di chuyển không kịp, đều bị cộng sản giết sạch, để rồi nằm đó chịu cảnh bom đạn xào qua trộn lại. Chỉ còn sự hôi thối bầy nhầy. Ở đây không phải người ta chỉ chết hai lần, mà là người ta chết vô số lần, thịt da nát tan. Chúng tôi đã gom cả đống súng đủ loại AK, B-40, B-41, Thượng Liên, súng cối. Hai chiếc T-54 còn nguyên vẹn được thiết giáp, tháo mang về trưng tại Bộ Tư lệnh. Mặt trận bệnh viện 2 dã chiến đã chấm dứt, cộng sản hoàn toàn tan rã và cũng kết thúc mặt trận Con Tum của mùa hè đỏ lửa 72. Một Con Tum kiêu hùng đã ghi vào chiến sử cùng với mặt trận Bình Long Quảng Trị. Kết quả và lực lượng hai bên trong trận Con Tum như sau. Dựa theo tài liệu của tù binh, vũ khí quân dụng tịch thu được ta biết, cộng quân gồm có hai sư đoàn chính quy Bắc Việt, sư đoàn 320 thép Điện Biên, sư đoàn 3 sao vàng, một chiến đoàn chiến xa nặng T-54 do Liên Xô sản xuất, các trung đoàn sơn pháo, các lực lượng địa phương du kích. Bên quân đội Việt Nam Cộng Hòa thì có sư đoàn 23 bộ binh, tạo một sức kháng cự nào. Chỉ còn cảnh hoang tàn cùng đạn dược quân trang của cộng quân rải rác đầy rừng núi.
Dọc đường bao nhiêu hài cốt binh lính, bộ binh, biệt động quân, dù vẫn còn la liệt nguyên đó trong trận tràn ngập tân cảnh võ định của thiết giáp Cộng sản Bắc Việt vào sư đoàn 22 bộ binh trước đó. Đủ mọi sắc áo, họ đã anh dũng chiến đấu cho tự do, cho quê hương miền Nam và đem xương máu trả nợ cho núi sông. Trước sức tấn công như vũ bão, bằng chiến xa nặng của Cộng sản Bắc Việt, họ không có vũ khí đối đầu T-54, nhưng họ đã can trường chiến đấu, chết trước xích sắt của quân địch. Chúng tôi trở lại vùng đất máu, máu thù, máu bạn. Tất cả chỉ còn là hoang tàn, chết chóc, xú uế, chim không dám bay ngang, thú không còn sống sót, cây không lá, đá không toàn vẹn. Nhưng rồi chúng tôi được lệnh rút về Kon Tum. Mặc dầu chúng tôi chưa vào được tân cảnh võ địch mà cũng chẳng gặp một tên cộng quân nào. Bây giờ tôi nghĩ, nếu ngày ấy thừa thắng xông lên, tại sao ta không lấy lại luôn tân cảnh võ địch để củng cố lại vùng cao nguyên? Một cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa. Trân trọng cảm ơn quý vị đã nghe.